5 lên 6 là 1 phẩy, lên 7 là 2 phẩy, lên 7 là 2 phẩy, lên 7 là 2 phẩy, lên 8 là 3 phẩy, lên 9 là 4 phẩy. Làm đi con. Dạ. Chị đúng không mà? Đúng rồi. Tí. 5 lên 6 là 1 phẩy. À. 9 cuồng. Dạ, 6 lên 7 là 1 phẩy, lên 8 là 2 phẩy, lên 9 là 3 phẩy. Con ghi số 9 ngược kìa. À quên á. 6. Nhanh đi, còn có mấy cái xong rồi. Đợi con xíu nha.